nằm cạnh chuồng gà này là một giếng khoan. Người phụ nữ này cho biết vị trí đặt giếng trước là đất của gia đình bà, nay đã bán lại để công ty Onsen khai thác nước. Lỗ khoan có độ sâu hàng trăm mét, khai thác nước suốt ngày đêm. Đặt giếng đây thì nó phải dẫn nước đi đâu chứ? Gì bên kia, nó đặt ấm hết. Nó đặt ống, cái ống bự mà đen đen đó, trong dưới đó nó dẫn gì à? Dẫn gì bên đường bên đó. Gì bên đó đỡ mà nó hút nước đó. Cách đó khoảng 100 mét là nhà máy nước đóng chai, được ghi nhãn nước khoáng thiên nhiên Onsen. Giám đốc thị trường của công ty cổ phần Onsen cũng xác nhận nguồn nước được sử dụng là lấy từ mỏ nước tại khu vực này. Phía công ty cho biết trước khu vực này có nguồn nước khoáng nên đã cho người đi vận động người dân ở đây bán lại đất. Bên tôi là có một ông là hồi xưa là giám đốc liên đoàn địa chất thủy văn, thì ông biết là chỗ nào có nước khoáng, chỗ nào có nước khoáng là mua trước rồi mới qua. Mua bị cái giá gọi là không phải là mua đâu giá đâu cao, đất thì đất dọn. Thế chính quyền địa phương có biết là ở đây có mỏ không mà bán không? Thì chính quyền địa phương thì mình là mình khi mình mua đất rồi thì chính quyền chứng nhận là một dạng đất bình thường. Cũng theo ông Dũng, việc xin giấy phép khai thác nước khoáng sẽ gặp nhiều khó khăn bởi những quy định chặt chẽ của pháp luật. Theo đăng ký kinh doanh thì công ty cổ phần Onsen có một cổ đông sáng lập là công ty cổ phần du lịch khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17. Và năm 2014, cổ đông này mới chỉ được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp phép khai thác nước ngầm dưới đất trong thời hạn 5 năm, chứ cũng chưa có giấy phép khai thác nước khoáng. Trong thời gian hoạt động, công ty phát hiện nước tại nguồn có nhiệt độ tăng trên 32 độ C, nên đã làm hồ sơ gửi Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia xin được công nhận phê duyệt là nước khoáng. Ý của ông là Bộ Tài nguyên Môi trường chưa cấp phép việc khai thác khoáng sản tại khu vực này. Bộ Tài nguyên Môi trường chưa khẳng định đây là nước khoáng bởi vì Bộ Tài nguyên Môi trường đã trả lời cho công ty rằng yêu cầu công ty phải bổ sung tài liệu, phân tích chất lượng và lưu lượng nguồn nước nóng tại khu vực này. Bởi vì để có cơ sở khẳng định thì Bộ yêu cầu phải công ty phải có quá trình quan trắc cụ thể, số liệu đầy đủ. Liên lạc với Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia thì phóng viên được biết Hội đồng này chưa công bố quyết định công nhận nước khoáng tại mỏ nói trên, nên Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chưa cấp phép.